Thì em sẽ đi về bên trong luôn nhá. Bên trong thì lúc mở ra ấy, thì cái mùi hương kiểu thảo mộc một tí, ngửi trong lọ nó sẽ thảo mộc, mùi cực kỳ thơm. Và mọi người vừa xem đó chính là mình đã review con MetaPad này 4 năm trước đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm mà mình đã review cái này 4 năm trước rồi. Đó chính là con Odal MetaPad. Đây là một sản phẩm mà mình được Jorhe gửi cho để dùng thử. Nếu như mà ngon thì mình sẽ review cho mọi người. Và khi mà mình cầm đến thì mình chắc chắn rồi là không cần phải dùng thử, mình cũng biết là nó rất là ngon. Để không mất thêm thời gian của mọi người thì mình sẽ đi vào luôn phần thiết kế của sản phẩm. Có lẽ là ở cái thiết kế này nó đã thay đổi đi khá là nhiều so với ngày xưa rồi. Ở ngày xưa nếu như mình không nhầm thì khi mà mua sản phẩm của Odal thì không có thể được đựng ở trong box giấy đâu. Ở ngày hôm nay thì các bạn sẽ được đựng ở trong một cái box giấy như này. Và xung quanh thì có ghi những cái thông tin cần thiết của con Odal MetaPad thôi. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong. Ở đây chúng ta vẫn sẽ được đựng ở trong một cái hũ thủy tinh lùn như này. Có dung tích là 4 ounce tương đương với 100g thì phải. Và ở mặt trước này sẽ là có một cái là MetaPad. Ở bên trên này sẽ ghi là Odal. Ở dưới sẽ ghi là những cái grooming, những cái câu bình thường, rất là bình thường của MetaPad thôi. Và về cái chất liệu in này là một cái chất liệu in nó bóng mờ cho nên là các bạn nhìn thấy là nó khá là men. Và ở bên này sẽ ghi một cái là build by plan. Và ở mặt label còn lại thì sẽ ghi được cái thông tin chi tiết của sản phẩm. Như là ở đây chúng ta sẽ có là stronghold, meta finish, styling cream for the natural, voluminous. Và cái điều mà mình thấy khá là hay ở đây là ghi rõ luôn là trong này có những bao gồm là những mùi gì. Đầu tiên sẽ trong này sẽ là có mùi là mùi citrus, mùi lavender và mùi gỗ sedan và mùi bergamot. Đây có thể là một lọ sáp đầu tiên có ghi luôn cả chú thích cho những cái tầng mùi hương trong bạn sử dụng là mùi gì thì phải. Và về cái hũ sáp này thì mình phải đánh giá nó khoảng tầm là 10 điểm. Nếu như mà các bạn là một trong những người biết đến mình từ những cái ngày đầu tiên ấy thì các bạn đã biết là hồi đấy sáp vuốt tóc nổi lên khá nhiều, những loại sáp vuốt tóc hũ lùn như này. Hồi đấy thì có một cái dòng sáp vuốt tóc và Sear Revival ra đầu tiên, sau đó thì mới đến Odal MetaPad ra. Thì thực sự là hồi đấy cái dòng line up của Sear Revival và bao gồm con như kiểu như là con Crystal Lake và con Celador thì thực sự là cái giá của nó rất là cao, nó phải lên tầm khoảng 1 triệu cho một cái sản phẩm sáp vuốt tóc này. Nó kiểu nó hai giá lên ấy, như kiểu như đồ hai bit bây giờ ấy là nó hai đến gấp đôi. Và đó chỉ là cái giá của 3 năm trước thôi. Còn ở hiện tại thì Jorhe bán cho mọi người một cái sản phẩm với cả một cái mức giá rất là tốt. Và mình khá là hài lòng với cái giá thành cũng như là những cái sản phẩm khác mà ở Jorhe đang bán thì cái giá thành cũng khá là tốt thôi. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong để cho mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về cái mùi hương của con MetaPad này. Về cái mùi này thì mình thấy nó khác hơn so với ngày xưa khá là nhiều. Ngày xưa thì nó chỉ quanh quẩn một mùi gọi là mùi chanh thôi, còn bây giờ nó phát triển thêm là mùi đúng như mùi gỗ sedan luôn. Mình khá là thích. Đây là tóc em sau khi đã được sử dụng qua MetaPad. Và đây là lúc mà sau khoảng 6 tiếng 51 phút vì sáng nay em apply khoảng tầm đúng 12 giờ mà. Thì bây giờ em sẽ đi tắm và em sẽ apply lại từ đầu nhá. Và đây là tóc của mình sau khi mà mình đã xả tóc xong. Thì bây giờ mình sẽ vuốt lại cho mọi người xem là cái hiệu năng cũng như là cái lần đầu apply của con MetaPad nó sẽ như thế nào nhé. Và để thấy rõ được hiệu năng của MetaPad thì mình sẽ không sử dụng cái sản phẩm Restyling nào cả. Và sau khi mình đã sấy tóc xong rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng con MetaPad này để apply tóc của mình cho các bạn có thể xem được cái gọi là cái cảm nhận đầu tiên khi mà các bạn vuốt con MetaPad lên nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để lấy scoop bên trong. Cho sáp bên trong đây, sáp bên trong thì nó khá là mềm mịn. Đặc trưng của những con sáp MetaPad là nó rất là mềm mịn. Rồi các bạn cứ xoa tay, break down tay thôi. Nó sẽ như một cái lớp kem mỏng trên tay của mọi người. Và sau đó thì mọi người hãy sử dụng nó để apply lên tóc. Và về con MetaPad này thì mình cũng sẽ chia nhỏ những lần ra để vuốt. Ví dụ như là bình thường con này mình hay vuốt là 1,5 scoop thì mỗi lần là 0,5. Bởi vì tóc mình là thực sự là nó hơi dày một chút ấy, cho nên là mình sẽ sử dụng
nhiều hơn scoop để cho nó có thể ổn định được form tóc của mọi người. Còn đối với những bạn nào gọi là mật độ tóc từ khoảng tầm thưa cho đến trung bình thì mọi người có thể sử dụng vào khoảng một scoop thôi là quá đủ cho đầu mọi người rồi. Và khi mà mọi người break down thì cái mùi hương của nó khá là thơm, cái mùi hương của nó sẽ phảng phất quanh mũi của mọi người, và cái mùi này thực sự là ngửi rất là cuốn hút từ những cái bản ngày xưa đến giờ ấy. Odao luôn luôn là mình rất là ấn tượng với những cái phẩm của cái những cái mùi hương của họ. Từ cái đợt mà Odao Medpet chưa đổi hiệu năng ấy thì mình thấy là cái mùi hương nó đã khá là thơm rồi. Ở cái lần này thì mùi hương nó còn nó dày cái tầng mùi hương hơn, đúng nghĩa là nó nhiều mùi hương hơn so với ngày xưa. Ngày xưa mình ngửi không thì chỉ có độc địa một mùi nó hơi kiểu citrus, kiểu mùi chanh chanh thơm thơm ấy. Còn bây giờ nó sẽ thêm cả một chút mùi kiểu như là mùi gỗ rồi. Về cái mùi hương này thì nó sẽ tỏa phảng phất quanh đầu mọi người khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau đó thì nó cứ mờ dần thôi, chứ nó không phải là mất mùi đi. Đến khi mà các bạn gội đầu rồi thì cái mùi này nó vẫn còn phảng phất ở trên đầu mọi người. Nó thực sự là rất là thơm, mà mùi này mình ngửi nhiều thì nó cũng không hề bị. Và đây là tóc của mình sau khi mà vuốt bằng con Metapad lên thì mọi người có thể thấy là cái độ khô của nó cũng vừa đủ thôi. Ở cái độ khô nó không quá là khô, mặc dù tóc mình nhuộm tẩy khá là nhiều. Đối với những bạn nào mà tóc khô mà vuốt con này lên thì mình nghĩ là nó khá là hợp. Bạn có thể thấy là cái độ khô nó không quá là nhiều đâu. Nó cũng vừa đủ trên đầu của mình, và đặc điểm là nó có một cái độ dính vừa phải, cho nên là cái texture mà cho ra trên tóc của mình ấy nó sẽ rất là đẹp. Về cái độ volume thì mình có thể thấy ở đây luôn là cái độ volume nó khá là cao. Điều mà mình thực sự thích ở con Metapad này ấy, không biết các bạn như nào nhưng mà đối với mình ấy, con Metapad là một cái trải nghiệm thực sự là hoàn toàn mới. Khi mà các bạn vuốt lên thì các bạn sẽ tạo ra một cảm giác là nó hơi bị khô, nhưng mà không phải khô rít, mà nó kiểu khô kiểu ẩm, mà nó khô kiểu như là các bạn vẫn có thể restyle lại được. Và sau khoảng tầm 2 tiếng sau thì cái chất sáp này nó ngấm vào tóc ấy thì nó lại cho ra các bạn một cái độ mượt thực sự là chỉ có con Metapad đã đem lại được. Cái độ mượt của nó khá là nhẹ tóc này, và cái độ mượt của nó không hề gây bết, cũng như là cái form tóc của mọi người vẫn luôn luôn ổn định ở cái kiểu tóc mà mọi người đang để, ví dụ như là Modern Palm, Soft Quiff hay là Modern Quiff như mình đang để ở đây, hoặc cũng có thể là Forehawk. Cái độ kết dính của nó có thể nói là thực sự là nó khá là thoải mái, nó khá là flexible. Trên label con này có ghi là Strong Hold, nó tương đương với cả cái độ giữ nếp cao ấy, nhưng mà mình cảm thấy đây là một cái độ giữ nếp flexible, nó là một cái độ giữ nếp nó khá là nhẹ nhàng, và các bạn có thể đội mũ sau đó các bạn restyle lại vẫn thoải mái, nó vẫn giữ nguyên cái form tóc của mọi người như này luôn ấy. Nó không hề bị sập hay bị gọi là bị quá lớn dính hay là bị có là gì đó, và nó cũng để lại cho mình một cái ấn tượng là mình vẫn không muốn sử dụng con khác khi mà đã sử dụng con Metapad rồi. Mọi người có thể thấy là cái độ bóng nó chỉ hoàn thiện ở mức là Metal Shine, một cái độ bóng mờ, một cái độ bóng khá là tự nhiên, cho nên là các bạn có thể yên tâm đi chơi thể thao, đi học các thứ mà nó không hề bị quá là lịch lãm. Và về cái cảm nhận của mình sau khoảng 30 phút ý, là mình thấy là cái chất sáp nó vẫn khá là nhẹ. Trước đấy thì mình cũng đã vuốt con này một khoảng thời gian khá là dài rồi thì mình thấy là cái hiệu năng của nó đem lại cho mình còn ngon hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Nhưng ngày xưa thì độ hâu của nó chỉ rơi vào khoảng tầm 12 tiếng thôi là bắt đầu cái độ hâu nó bắt đầu sẽ là hơi xuống form và hơi sập form rồi. Còn ở cái bản mới lần này ấy, cái độ hâu của nó update lên khá là nhiều rồi. Và mình vừa mới mút hôm trước, sau khoảng tầm 18 tiếng mặc dù mình để cái đi ngủ nhá, nó vẫn giữ cho mình một cái độ hâu, độ form tóc rất là ổn định. Và đặc biệt là các bạn để đi ngủ ấy, nó lại làm khá là mềm mượt tóc của mọi người. Cái lớp bi bắp của con này thì các bạn chỉ cần một gội thôi là bay hết sạch chất sáp ở trên đầu của mọi người luôn. Và chỉ cần nhắc tới cái Metapad nói chung thì mọi người sẽ có một cái đánh giá, một cái góc nhìn sẽ là rất là khô và nó độ dính nó khá là cao. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng với con Metapad này của Odao thì mọi người sẽ có một cái cảm nhận hoàn toàn khác luôn. Sẽ phù hợp cho những bạn nào để tóc mỏng, tóc trung bình, và những bạn nào tóc dày quá thì mình nghĩ là không nên, bởi vì là chất sáp của Metapad bản chất nó đã khá là nhẹ rồi. Chúng ta vuốt lên tóc dày thì nó sập rất là nhanh. Đối với những bạn nào có một chất tóc dày, mật độ dày luôn thì mình sẽ hẹn các bạn ở cái clip sau. Mình sẽ đem đến cho các bạn một cái sản phẩm chuyên về tóc dày. Và nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm này hay là những sản phẩm khác mà Your Hair đang bán thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên dưới. Và các bạn cũng có thể bấm vào đó để biết thêm về Metapad cũng như là những cái sản phẩm khác mà Your Hair đang bán. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe để mình có thể có thêm động lực ở những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace!